Tiên, các vị tiền bối có công xây dựng nên vương triều nhà Mạc, một triều đại có nhiều đóng góp cho sự bình yên, thịnh trị của đất nước, một thời một triều đại phong kiến Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ hôm nay. Chương trình buổi lễ gồm các nội dung sau đây: 1. Ổn định tổ chức; 2. Văn nghệ chào mừng; 3. Nghi thức; 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 5. Báo cáo quy mô dự án xây dựng nhà thờ họ Mạc và các vương triều Mạc tại Nghệ An; 6. Phát biểu của đại biểu đại diện Hội đồng Mạc tộc Việt Nam; 7. Phát biểu của lãnh đạo địa phương; 8. Phát biểu của đại biểu đại diện Hội đồng Mạc tộc Tương Dương; 9. Phát biểu của đại biểu đại diện Hội đồng Mạc tộc huyện Diễn Châu; 10. Phát động công đức xây dựng nhà thờ họ Mạc và các vương triều Mạc; 11. Lễ phát tâm công đức của con cháu đóng góp xây dựng; 12. Lễ động thổ; 13. Lời cảm ơn của đại biểu đại diện Hội đồng Mạc tộc Nghệ An; 14. Liên hoan thân mật. Sau buổi lễ, xin mời quý vị đại biểu chúng ta về nhà văn hóa của xóm để chúng ta giữ buổi liên hoan thân mật. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể con cháu hậu duệ các dòng họ Mạc, gốc Mạc chúng ta đứng dậy làm lễ chào cờ. Kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các cô bác anh chị con cháu họ Mạc và gốc Mạc chúng ta chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Chỉnh đốn trang phục xong, chào cờ, chào. Làng cổ trai năm xưa
máu đổ, đánh đuổi quân xâm lược để xây dựng cho non sông quét sạch lũ ngoại xâm. Để tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, tưởng nhớ tổ tiên nguồn cội, các vị tiền bối đã gây dựng nên dòng họ Mạc, các vương triều Mạc, phút mặc niệm bắt đầu. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể chúng ta ngồi xuống.